Tôi xin đến quý vị sáng hôm nay qua lời của Chúa khích lệ chúng ta. Chúng ta cần phải có sự dạn dĩ và sự can đảm trong những ngày cuối cùng này, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới không an toàn. Và Kinh Thánh cũng nói rằng ngày của Chúa gần đến thì ma quỷ nó càng giận hoảng đến. Ma quỷ nó càng giận hoảng, kiện cáo người này, kiện cáo người kia, làm cho chúng ta phân rẽ khỏi tình yêu của Hội Thánh, của Chúa, của anh em lẫn nhau. Trong bối cảnh đó chúng ta phải làm gì? Chạy trốn à, thưa không? Tìm chỗ ẩn náu à? Gần đúng rồi, nhưng mà phải tìm chỗ nào mới đúng, mới là an toàn cho chúng ta. Nhưng mà có một điều khích lệ chúng ta sáng hôm nay, đó là cái sứ điệp mà Chúa đã nói với lại một quan thống đốc người Giu-đa sống vào khoảng 520 năm trước Chúa. Ông tên là Sô-rô-ba-bên. Ông là quan thống đốc người Giu-đa và ông được bổ nhiệm để làm quan và trở về trong cái cuộc do dân Israel trở về từ cái cuộc mà bị lưu đày lần thứ nhất ở Babylon. Quý vị nhớ cái khoảng năm 537 đó, trước Chúa đó, thì có một cái cuộc trở về để mà xây dựng lại thành Jerusalem và đặc biệt là đền thờ. Thì ông Zerubbabel, nhân vật chính ở trong câu chuyện này đó, là người mà được vua Babylon đặt cách để làm thống đốc để cai trị xứ Juda mà nó đã thuộc về Babylon rồi. Trong cái bối cảnh đó, quý vị biết rằng một cái dân mà nô lệ thì không có cái gì để mà hy vọng cả. Ở trong cái thân phận nô lệ thì cho trở về mà xây cái gì cũng không biết. Mà theo lệnh của Chúa thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ học được sự dạy dỗ của là Chúa ở trong đây phải trở về như thế nào để mà xây dựng lại thành Jerusalem và cái đền thờ nó bị đổ nát. Và ông đã được Chúa ban cho sự mạnh mẽ và lời của Chúa. Cái sứ điệp hôm nay sẽ là cái sứ điệp khích lệ chúng ta. Mặc dù cái tên, cái tựa, cái đề tài đó là hỡi Zerubbabel, hãy mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta hãy đặt tên chúng ta vào, chúng ta sẽ thấy đây là sứ điệp dành cho mỗi chúng ta. Zerubbabel ở trong cái tình cảnh không có hy vọng, một dân tộc không có hy vọng, bị lưu đày mà trở về để xây dựng một cái đền thờ, một cái thành Jerusalem. Đó là một cái phép lạ mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ hơn 500 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh. Và chúng ta cùng với nhau để suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này để khích lệ chúng ta một điều, một cái điều quan trọng, một cái sứ điệp cho mỗi chúng ta là chúng ta phải làm gì ở trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta phải làm sao để mà có tinh thần mạnh mẽ và dạn dĩ ở trong cái thế giới không có được an toàn này trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Sáng hôm nay chúng ta đã được tiết lộ qua bài hát, qua lời của Chúa, qua lời làm chứng một phần của sứ điệp sáng hôm nay. Xin Hội Thánh cùng với tôi cùng đứng, chúng ta sẽ đọc lời của Chúa được chép ở trong tiên tri Agê đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 9. Chúng ta sẽ suy gẫm qua 9 câu Kinh Thánh này sáng hôm nay. Tiểu đề đó là vinh hiển tương lai của đền thờ. Xin chúng ta cùng đọc. Ngày 21 tháng 7, lời của Chúa đến với tiên tri Agai phán rằng: Hãy nói với Zerubbabel, con của Sealtiel, thống đốc của Juda, Josue, con của Jehozadak, thượng tế và tất cả những người còn sót lại trong dân rằng: Ai trong các ngươi là người đã thấy sự tráng lệ của nhà này trước lúc trước? Bây giờ các ngươi thấy nó ra thế nào? So với lúc trước, chẳng phải hiện nay nó chẳng ra gì hay sao? Tuy nhiên, bây giờ Chúa phán: Hễ Zerubbabel, hãy mạnh mẽ; hễ Josue, con của Jehoshadak, thượng tế, hãy mạnh mẽ; hỡi tất cả những người trong xứ, hãy mạnh mẽ, Chúa phán, và hãy làm việc vì ta ở với các ngươi. Chúa của các đạo quân phán: Theo như lời ta đã lập giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập, thần của ta đang ngự giữa các ngươi. Các ngươi chớ sợ hãi vì Chúa các đạo quân phán thế này: Chẳng bao lâu nữa ta sẽ rung trời, chuyển đất, lắc đại dương và lay lục địa. Ta sẽ làm rúng động các nước, rồi mọi vật quý giá của các dân sẽ được mang về chất đầy trong nhà này, và ta sẽ làm nhà này tràn đầy vinh hiển. Chúa các đạo quân phán: Bạc là của ta, vàng là của ta. Chúa các đạo quân phán: Vinh hiển sau này của nhà này sẽ rạng ngời hơn vinh hiển của nó lúc trước. Chúa các đạo quân phán: Và ta sẽ ban bình an thịnh vượng cho nơi này. Chúa các đạo quân phán. Cảm ơn Hội Thánh, xin mời Hội Thánh cùng an toàn.
Thưa bà Thánh, tôi có cảm giác như chúng ta nín thở khi chúng ta đọc tới phần đoạn Kinh Thánh này sáng hôm nay, phải không ạ? Nó dường như cho chúng ta ở đây thì chúng ta để tên chúng ta theo vô nữa. Bây giờ Chúa phán: Hãy Zerubbabel, hãy mạnh mẽ. Hãy Yose, con của Josadak thượng tế, hãy mạnh mẽ. Hãy tất cả những người trong xứ, hãy tất cả những người ở trong hội thánh, ở trong hội thánh vườn nho ở đây nè, ở thành phố Glendale nè, hãy sống ở trong xứ này và nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Sáng hôm nay thì tôi nghe lời làm chứng của chị Phượng đó, thì không biết sao Chúa lại đưa chị qua đây. Rồi nhưng mà chúng ta cũng biết lý do rồi, cái sự chữa trị rất là tốt, Chúa có sắm sẵn cho chúng ta những điều tốt. Ý như tôi thấy cái đoạn Kinh Thánh này là chúng ta ở trong đây, phải không ạ? Chúng ta hãy để tên mình vào là chúng ta sẽ thấy một cái điều kỳ diệu, sẽ khích lệ chúng ta rất nhiều ở trong cái phần đoạn Kinh Thánh này. Rồi chị gặp hội thánh, rồi chị nhận được sự khích lệ, và tôi tin rằng những ngày sắp tới này, giống như điều mà Chúa phán với chị đó, Chúa sẽ cho chị sống nữa để rồi chị làm vinh hiển danh Chúa, giống như ông vua Ezechia đã sống thêm, để sống thêm để gì? Để ngợi khen Đức Chúa Trời. Ezechia cũng viết những bài hát tuyệt vời lắm quý vị. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những bài hát của Ezechia sau khi Chúa chồng sống thêm 15 năm nữa để làm sáng danh Chúa. Yeah. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất, khích lệ chúng ta ở trong lời của Chúa, nhìn thấy nhu cầu cấp bách ở trong nhà Chúa. Hãy quý anh bà anh chị em, chúng ta được Chúa ban cho sự dạn dĩ, sự mạnh mẽ. Để làm gì thưa quý vị? Để xây dựng nhà Chúa. Trước khi xây dựng nhà Chúa thì hãy là người thấy được nhu cầu ở trong nhà Chúa, nhu cầu cấp bách ở trong nhà Chúa. Điều thứ hai, để trở nên mạnh mẽ, để được Chúa ban sự mạnh mẽ rồi, chúng ta làm gì? Để chúng ta được gọi làm công việc Chúa. Sáng hôm nay tôi thấy những lời làm chứng của quý vị đó giống như là một phần trong bài giảng này. Cho nên cái phần đoạn Kinh Thánh này là của chúng ta đó. Để tên chúng ta vào chỗ Zerubbabel. Tại sao chúng ta có mặt ở Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ? Tại sao chúng ta có mặt ở trong cái thời điểm mà đạo đức suy đồi nhất? Tại sao chúng ta có mặt ở trong cái lúc mà năm sau sẽ bầu cử rồi mà chúng ta lo lắng? Chúng ta không được chạy trốn. Tại sao có những người đứng lên để mà bảo vệ công lý và sự chắc trực ở tại Hoa Kỳ, hàng ngàn hội thánh cùng đứng ở trong cái trận chiến này? Lời của Chúa phán với chúng ta rằng Ngài đặt chúng ta ở tại trong xứ này để xây dựng lại đền thờ của Chúa. Đền thờ của Chúa nói lên sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách phải lẽ, thưa quý vị. Những người Mỹ mà đến, những người ở bên đại bờ Đại Tây Dương bên kia mà đến ở bên này 300 năm trước, vào 1621 đó, 620 đó, thì họ đem Kinh Thánh qua chứ chứ không có đem cái gì khác à. Và họ đem công lý, họ đem lời của Đức Chúa Trời, họ đem sự kính sợ Chúa. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta xây dựng lại điều đó ở tại Trung Quốc Hoa Kỳ này, đúng không ạ? Cái đó là cái điều lớn hơn điều mà tôi nói ở đây. Trước hết chúng ta hãy nhìn về cái điều nhỏ hơn, đó là gia đình của chúng ta và hội thánh của Chúa, quý vị. Rồi có lời hứa của Chúa cho những kẻ được Chúa gọi nữa. Hồi nãy chúng ta nghe cái câu mà chúng ta thấy rung động không? Vàng là của ta, bạc là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Khi Ngài gọi chúng ta làm điều gì đó thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta. Ngài, chỗ nào Chúa chỉ đó, chỗ đó Chúa trang bị cho chúng ta. Chỗ nào Chúa chỉ, Chúa ban cho chúng ta để làm thành ý muốn của Ngài. Cho nên đừng có sợ khi mà chúng ta tin Chúa, không biết sắp tới cùng tin Chúa có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là chỗ đó Chúa chuẩn bị cho chúng ta để cứu những người thân ở trong gia đình của chúng ta. Chỗ nào Chúa chỉ chúng ta, nơi đó Chúa chuẩn bị lời hứa của Ngài cho chúng ta rồi. Chúng ta đi vào phần thứ nhất thưa quý vị. Chúng ta nhìn thấy nhu cầu cấp bách ở trong nhà Chúa. Như tôi nói thưa quý vị đó, chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội, ở trong một cái gia đình, nhỏ hơn là trong gia đình, lớn hơn chút xíu là trong một cái gia đình hội thánh. Lúc nào cũng có những cái nan đề xảy ra. Và trong cái phân đoạn Kinh Thánh này đó, thì có một người mà chúng ta nhớ tên là Zerubbabel. Zerubbabel là người được Chúa dùng để xây dựng đền thờ thứ hai. Cái đền thờ thứ nhất là bởi Solomon. Đền thờ thứ hai mà trong cái thời điểm này vào khoảng 535 á, là bắt đầu cái công cuộc xây dựng. 537 thì những cái người Do Thái họ lần đầu tiên họ đi từ bên Babylon, họ trở về để mà họ xây dựng, thì cái khởi công sau đó vào 535 thì gặp rất là nhiều khó khăn lúc bấy giờ. Và đối với người Do Thái đó thì cái tên, một nhân vật tên là Zerubbabel chính là cái người xây dựng lại cái đền thờ thứ hai của người Do Thái, chứ
họ không có coi ông Herod. Từng rồi chúng ta học về cái đền thờ mà do Herod xây đó, quý vị có nhớ không? Herod chính là người xây dựng cái đền thờ thứ hai, nhưng người Do Thái chỉ công nhận cái đền thờ thứ hai vào năm 535 được xây dựng lại. Để làm gì quý vị? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn xây dựng cái sự thờ phượng. Cái điều quan trọng nhất đối với dân Do Thái đó là được thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhớ ở trong Thi Thiên 84 đó, thì tác giả của Thi Thiên 84 thở than. Đối với tôi, cái Thi Thiên 84 là Thi Thiên than thở hay là thở than của một nhân vật mà lâu rồi không được thờ phượng Chúa. Cho nên ông ước ao rằng có ông được làm con chim én ở trong đền thờ của Chúa đó. Ông thấy ông ao ước, ông thấy hành, ông ao ước tới nỗi mà hao mòn đền thờ của Chúa. Chúng ta có bao giờ ao ước cái gì mà tới nỗi hao mòn chưa? Ông chỉ ao ước mà nó hao mòn hành lang Chúa, có nghĩa là ao ước được thờ phượng Chúa. Đối với lại người Do Thái thì cái sự thờ phượng Chúa, được trở về thờ phượng Chúa, được xây đền thờ của Chúa là một cái gì đó vinh dự của họ. Đây là điều mà Chúa muốn nhắc chúng ta sáng hôm nay. Lập lại sự công chính trong nhà của Chúa, đạo đức trong nhà của Chúa, đạo đức của Kinh Thánh ở trong quốc gia này thưa quý vị, đạo đức kính sợ Đức Chúa Trời trong trường học thưa quý vị. Hãy thấy điều đó. Nếu chúng ta cầu nguyện đó thì chúng ta sẽ mới thấy cái điều đó. Chúa bày tỏ cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Hội thánh của Chúa cũng vậy ngày hôm nay. Một điều để nhắc cho chúng ta, đã tới lúc chúng ta xây lại nhà Chúa. Có người nói rằng chúng ta đang nhóm trong nhà thờ Nguyên Nga này mà ông mà kêu xây là sao? Ý tôi nói là gì? Xây lại cái sự kính sợ của Chúa Trời. Bởi vì có những con cái Chúa tôi không có đáng xét, nhưng mà khi đến nhà thờ chỉ là theo lễ nghi, theo thói quen thôi. Nhưng điều mà Chúa muốn nè, chúng ta đến, hồi nãy khi mà chị Phượng hát á, tôi thấy có người khóc à. Cái điều gì làm cho chúng ta khóc? Cái gì làm cho chúng ta cảm thấy bức rứt, cảm thấy có cái gì đó nó đang khuấy động chúng ta qua cái lời bài hát này? Đó là mục đích của Chúa khi chúng ta ngồi đây nè. Chứ không phải, không phải mục đích chúng ta đến để ở ngoài parking lot có rất là nhiều xe mới. Nhà tôi có nhiều cái sofa đẹp. Nhà tôi có tivi nè, đến nhà tôi để được thấy cái gì mới của chúng tôi mới sắm nè. Đó không phải là mục đích của Hội Thánh thưa quý vị. Chúng ta hãy sống thật với điều mà Chúa muốn chúng ta đến với nhau để thờ phượng Chúa, để được gặp gỡ Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn khôi phục lại. Và Zerubbabel là người được Chúa chọn để xây dựng lại đền thờ của Chúa. Xây dựng lại đền thờ của Chúa là như vậy, cái tinh thần như vậy. Thưa Hội Thánh, cho nên kể từ ngày hôm nay chúng ta đến với Hội Thánh, đến với nhà Chúa, thì hãy làm một điều, đó là gặp được Chúa ở tại cái chỗ chúng ta thờ phượng. Chúng ta trở về, chúng ta đem người khác đến với Chúa, không phải vì ông mục sư của mình, không phải vì giáo hội của mình. Có nhiều người tin Chúa, có nhiều người dân nghiến đâu, mà tại vì chúng ta thấy họ cần phải được cứu. Hồi sáng chấp sự Thiên Ngân làm chứng, mà tôi chưa có nghe cái lời chấp sự Thiên Ngân làm chứng, nhưng mà tôi sẽ nghe lại. Tôi biết rằng sư chấp sự Thiên Ngân có cái tấm lòng cưu mang để cầu nguyện cho người bệnh. Đó là một trong những ý muốn mà Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh Chúa có đó. Chúng ta đi ngoài đường thấy homeless đi ngoài đường, đầy ở ngoài đường. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng họ nóng quá tới nỗi có, tôi nghe nói là trong cái mùa nóng này có tới hơn 10 người chết vì nóng đó, ở ngoài đường quý vị. Ta có đau xót cho điều đó không? Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta suy nghĩ đến để xây dựng lại đền thờ của Chúa. Mà trước nhất đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời, sự công lý, sự công chính, đạo đức của lời Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, lời của Chúa phép chép ở trong Nehemi đoạn 2 câu 2 tới câu 3. Có một người đang dâng rượu cho vua thì mặt mày buồn rầu lắm. Cho nên vua, mà cái điều đó là ông vua cũng đem đi xử liền á. Dâng rượu cho ta phải vui, cho ta hứng, ta uống chứ. Tự nhiên ngươi buồn rầu, ông vua hỏi: nhưng sao gương mặt ngươi buồn rầu? Dầu mà ngươi không có bệnh, điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ ông Nehemi nói rằng: tôi đấy làm sợ hãi lắm. Bạn nói với vua rằng: nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Chúng ta cũng nên liên kết các sự kiện này lại với nhau. Nehemi và Ezra, một người là người là phục vụ ở trong đền vua, một người là nhưng cũng là quan tổng trấn, thì hai ông sống cách ông Daniel khoảng 20 năm, khoảng đó cách sống ông Zerubbabel này khoảng 20 năm, thì cũng khoảng gần đó. Dường như là những cái sách tiểu tiên tri được sắp gần nhau đó, để cho chúng ta thấy là nó rất
gần nhau ở trong lịch sử Do Thái đó đó, khoảng đó đó. Và tất cả những người danh nhân của Kinh Thánh, những người nổi tiếng của Kinh Thánh, những người đặc biệt tiên tri này đó, đều có một cái lòng khao khát để xây dựng lại vương quốc của Chúa, xây dựng lại đền thờ của Chúa. Quý vị thấy ở đây không? Cũng có một người sống trước ông Zerubbabel vài chục năm, và ông cũng khao khát, lòng của ông dâng rượu cho vua, nhưng mà cái đầu của ông thì nghĩ về thành đền thờ của Chúa làm sao được xây dựng lại. Cho nên tôi khích lệ quý vị một điều, đó là chúng ta hãy cưu mang cho nhà của Chúa, suy nghĩ làm sao để mà xây dựng nhà của Chúa, đoàn kết yêu thương nhau. Hội thánh của Chúa được tăng trưởng ở trong chiều, ở chiều rộng, chiều sâu của sự nhận biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn, quan trọng hơn tất cả những điều khác. Rồi nhìn thấy những nhu cầu cấp bách trong nhà Chúa, những người có lòng nhu mì khiêm nhường thường thấy được nhu cầu của nhà Chúa. Chúng ta đọc ở trong cái câu 2 đó, lời của Chúa đến với tiên tri Haggai phán rằng: hãy nói với Zerubbabel, con của Sealtiel, thống đốc của Juda, Josue, con của Sadrac, thượng tế và tất cả những người còn sót lại trong dân. Tôi để ý cái chữ còn sót lại trong dân là ai á, thì trở lại lịch sử của Do Thái, biết rằng khi mà Babylon họ đến, họ chiếm cái xứ Juda đó, và bắt đi tất cả xứ Juda, họ bắt đi vào khoảng 607 trước khi Chúa Giáng sinh. Chúng ta nhớ khoảng 607 năm trước khi Chúa Giáng sinh thì có một cái sự xâm lược của Babylon. Khi họ bắt đi làm phu tù hết á, họ để lại một số người ở cái đất ở Jerusalem để coi giữ. Nhưng mà coi cái gì, họ phá hết trơn rồi. Họ làm cho thành bị hư hết, đền thờ họ cũng cướp luôn. Đền thờ thì hình như là bị phá sập hoàn toàn vào khoảng 587 trước khi Chúa Giáng sinh, tức là vài chục năm sau đó. Tôi không có nhấn mạnh cái điểm đó. Thì họ để lại ở trong xứ gì, những người nghèo. Không biết sao bắt người giàu đi hết để người nghèo để coi xứ. Chắc sợ người giàu có tiền là thuê quân ở ngoài vô, rồi quân đánh thuê, lính đánh thuê đánh lại Babylon. Cho nên là bắt hết người giàu đi, bắt chi thức đi luôn, chỉ những người nào mà đuôi mù què sức mẻ nghèo á ở trong xứ. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh này nhắc đến những người đó, tại sao vậy quý vị? Tại không, họ không còn cái lẽ cạnh tranh nào, không có cái gì hết trơn. Họ là những người nhu mì hơn hết, mà gọi như mì đúng lúc luôn, tiền không có luôn, vàng bạc cũng không có gì hết á. Cho nên đó cái lên mới là lý do mà Chúa mới phán rằng vàng là của ta, bạc là của ta, và Chúa để lại những người nhu mì hơn hết trong xứ. Nói cái chữ nhu mì là gì, là những người mà còn sót lại đó, không có cái tài cán gì hết trơn á. Nhưng mà chính những người đó là những người cùng với là các tiên tri cưu mang để xây lại nhà Chúa. Kinh Thánh Chúa cũng dạy chúng ta là phước cho những kẻ nhu mì hay là có lòng nghèo khó vì công việc Chúa đó, tức là cái lòng cưu mang đó. Quý vị đang ngồi đây chứ quý vị có cưu mang gia đình mình chưa được cứu không? Chúng ta ngồi đây chúng ta có cưu mang những chị em, anh em đã từng đi nhóm với chúng ta mà bây giờ họ đã bỏ Chúa rồi, họ đi đâu rồi? Chúng ta có nhớ lại những người đó không? Khi chúng tôi ăn cái gì chúng ta cũng nhớ lại cái kỷ niệm mà mình đã ăn chung với những người anh chị em đó đó. Rồi Chúa đem lại cái không khí đó, rồi Ngài cứu những người khác về với cộng đồng của mình, với hội thánh của mình nữa. Đó là lòng cưu mang, chứ không chỉ chúng ta vui, thích trong sự sung sướng chúng ta đang có. Xin lỗi, tôi đang nói nhanh quá làm cho Thiên Ân nhìn tôi một chỗ thôi là tôi biết, không có kịp rồi. Tôi nói chậm lại chút xíu nữa nha. Dạ. Lời của Chúa khích lệ chúng ta phước cho những kẻ nhu mì. Ai là người có lòng nhu mì? Là lòng cưu mang, nghĩ đến người khác. Qua bài học này, chúng ta hãy cưu mang và nghĩ đến người khác, sống cho người khác nhiều hơn nữa. Bởi vì khi mà Chúa Giê-xu trở lại thì Ngài sẽ khen chúng ta. Bởi vì các con làm điều này cho ta, quý vị có nhớ không? Cho Chúa nói, cảm ơn con đã cho ta uống một ly nước ngày 6 tháng 7 vừa rồi. Hỏi Chúa hồi nào, Chúa không nhớ mà sao Chúa nhớ? Tại vì con làm một trong những điều này cho đầy tớ của ta, cho nên con làm cho ta. Quý vị thấy không? Khi chúng ta để ý, chúng ta quan tâm tới anh em, chúng ta chăm sóc đến người khác, chúng ta đang làm cho Chúa đó. Cho nên hỏi hội thánh của Chúa, hãy nhìn thấy nhu cầu cấp bách trong nhà của Chúa. Có những người con âm thầm xây dựng công việc Chúa, họ không ồn ào, họ nghèo khó lắm mà không ồn ào đâu. Nhưng mà họ sống hết lòng cho Chúa. Chúa vì
có nhớ cái câu chuyện người đàn bà quá dân 2 đồng xu không? Không ai thấy hết, Chúa thấy. Tôi rất là thích câu chuyện đó. Không ai thấy chứ, tại vì tôi thấy mấy người mà bỏ tiền vô thiệt là nhiều á. Chúa dùng cái hình ảnh đó đó để cho chúng ta thấy rằng Chúa để ý những người nhu mì đó. Những người có lòng thương xót người khác đó, có lòng nghĩ đến người khác đó. Đó đó. Và chính những người đó sẽ là người xây dựng nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta phải thành công. Dĩ nhiên tôi yêu những người thành công, tôi yêu những người, nhưng mà những người thành công đó là những người yêu mến Chúa nữa, những người sống cho Đức Chúa Trời. À, chúng ta không thiếu những người đó, nhưng mà tôi đang nhắm đến những người thành công đó có tấm lòng nhu mì, có tấm lòng yêu thương, có quý vị, đúng không ạ? Cho nên cái điều nhấn mạnh ở đây là tấm lòng yêu thương và nhu mì nghĩ đến người khác, quan tâm đến nhu cầu ở trong nhà của Chúa. Chúng ta đi qua phần thứ hai. Chúng ta được gọi để làm công việc Chúa. Bây giờ có thể là chúng ta có thể nói rằng thôi con đi nhà thờ, con được gọi để tin Chúa là được rồi, con được gọi để đi nhà thờ là con hạnh phúc rồi, ngồi đây bên cạnh người yêu thương của con là vui rồi, tự nhiên Chúa còn gọi con để làm công việc Chúa nữa. Và công việc Chúa là sao, con cũng hơi tò mò đó. Quý vị có tò mò không, làm công việc Chúa? Tôi nghĩ là ông Zerubbabel cũng rất là ngạc nhiên khi mà Chúa gọi ông, tại vì cái công việc của ông á là quan tổng trấn, là quan thống đốc. Rồi giờ Chúa cho ông thêm chuyện xây dựng nữa, bích lòng dữ lắm à. Quý vị có nhớ ở trong lịch sử cũng có một người vừa mới nhận cái chuyện đó, ông Nehemi đó, vừa mới được ông Artaxerxes cho đi về để xây dựng Jerusalem, bị hù liền, bị fake news, nghe chưa? À, ông bị hù, bị giết chết. Rủ ra ở đây mình nói chuyện với nhau, có người đến nói với ông Nehemi, ông mà đi ra gặp Tobia, không phải Toshiba, Tobia tên dễ lộn hai tên đó lắm. Thì ông nói chuyện với ông xong đó là ông thủ tiêu ông luôn. Ghê như vậy đó, mất mạng như thường. Tôi muốn nói cái chỗ này, cái sự kêu gọi của Chúa để làm công việc Chúa là một cái ơn của Chúa. Ngài gọi chúng ta nó rộng lớn lắm quý vị. Đối với người mà có chức quyền thì Ngài gọi trong cái cách của Chúa. Đối với người như chúng ta, với cái người mà không có nhiều khả năng, thì Chúa đặt chúng ta trong một cái vị trí mà chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách dễ dàng theo cái khả năng của chúng ta. Chúng ta được gọi để làm công việc Chúa là như vậy đó quý vị. Sáng nay tôi nghe lời làm chứng là người chị em chúng ta đến đây để tìm một cái chỗ để mà có thể ở trong thời gian điều trị, thì Chúa đã cho một người đến, đó là hầu việc Chúa rồi, phải không ạ? Đơn giản lắm, hầu việc Chúa đơn giản, không có gì khó cho chúng ta để mà chúng ta lo nghĩ, quyết định cho chúng ta. Ở đây, ở trong câu 4, tuy nhiên bây giờ Chúa phán hỡi Zerubbabel, hãy mạnh mẽ, hỡi Josué, con của Jehoshadat, hãy mạnh mẽ, hãy tất cả những người trong xứ, hãy mạnh mẽ. Như vậy thì chúng ta được Chúa ban cho sự can đảm và sự mạnh mẽ để chúng ta hầu việc Chúa và sống cho Đức Chúa Trời. Khi mà Ngài kêu gọi chúng ta đó, thì chúng ta cảm thấy cái sự thôi thúc bên trong để làm điều gì đó. Cho nên chúng ta hãy làm. Tôi có một cái hình mà tôi cũng quên bỏ lên đây rồi, của một cái nhân vật ở trong cái phim Sound of Freedom á. Thì ông nói một câu nổi tiếng sau khi ông đóng cái phim đó xong. Ông nói rằng nếu mà Chúa đã phán bảo chúng ta làm điều gì đó, thì chúng ta đừng có lưỡng lự. Tuyệt vời không ạ? Cho nên khi mà Chúa thúc đẩy chúng ta, cảm động, chúng ta thường dùng cái chữ cảm động để làm điều gì đó, hãy làm đi, đừng có lưỡng lự. Và cái sự thúc đẩy của Chúa nó đặc biệt lắm. Tự nhiên lúc mình ăn, mình ngủ, mình đi đâu đó, mình cũng hướng về cái điều đó, mình muốn làm cái điều đó. Mà trong sự cảm động của Chúa, sự thúc đẩy của Chúa, tôi không biết diễn tả cái điều đó như thế nào, nhưng mà quý vị có những cái kinh nghiệm giống như vậy thì hãy làm đi. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 thì Chúa có khích lệ chúng ta. Lời của Chúa rằng vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi. Bây giờ xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin cùng đọc. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy làm, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vì sao ở trong cái bản văn này Chúa dạy chúng ta là hãy vững vàng chớ rung động?
Ông follow. Ông mình nghĩ là ông nói rằng ông chỉ nên tách cái phần A ra, ông nói phần B thôi thì mình còn yên tâm chút. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em. Bây giờ có chữ khó nữa. Trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là ở trên đó là vững vàng, rừng có rúng động, rồi công khó nữa. Có nghĩa là khi mà chúng ta quyết định làm cái gì cho Chúa đó, thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn, các cản trở chúng ta. Nhưng việc gì Chúa kêu chúng ta làm đó, chúng ta đừng có lưỡng lự. Như vậy thôi, đó là hầu việc Chúa đó, làm công việc Chúa đó. Rồi Chúa sẽ giao cho chúng ta những việc lớn hơn. Chúng ta, quý vị nhớ rằng công khó của chúng ta trong Chúa thì không bao giờ vô ích. Điều kế tiếp ở trong phần 2 này đó là chúng ta được gọi để làm công việc Chúa, thì những người được gọi đó đều mong thấy được công việc Chúa được hoàn thành. Ở đây thì Sô-rô-bên mong thấy đền thờ của Chúa được hoàn thành. Ông được gọi và ông đầu tư hàng ngày cầu nguyện trở về Jerusalem và mong thấy việc đó hoàn thành. Tôi trích dẫn một cái chỗ này để cho quý vị thấy cái việc xây dựng rất là khó, không chỉ là thiếu thốn, không chỉ là không có điều kiện, mà còn gặp những cái người ngày xưa họ chứng kiến được cái đền thờ của Salomon á, họ còn sống cho đến cái thời điểm họ chứng kiến đền thờ Salomon nguy nga thế nào, rồi bị hủy phá ra làm sao. Rồi bây giờ chứng kiến cái chuyện mà xây dựng từ cái chỗ đổ nát ra thế nào nữa. Cho nên đối với Sô-rô-bên cái chuyện này nó khó dữ lắm. Có vấn đề tâm lý nữa quý vị. Ở đây thì ông Ezra đã ký thực chuyện khởi công xây sửa đền thờ. Ông có nhắc tên của Sô-rô-bên nếu mà chúng ta đọc ở trong Ezra đoạn 3. Ở đây bây giờ chúng ta đang đọc ở trong sách tiên tri Agê. Thì bây giờ chúng ta nếu chúng ta đọc trong Ezra đoạn 3 đó, từ câu 8 tới câu 12, tôi trích ra một cái phần này để thấy cái công việc này nó khó khăn là dường nào. Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc lớn tiếng trong khi người ta xây nền của đền thờ mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy văng vẳng nghe xa. Như vậy thì chúng ta có thể kết nối từ sách tiên tri Ezra với tiểu tiên tri Agê rồi đó. Tức là hai ông này sống cùng thời với nhau, phải không ạ? Rồi thì chúng ta thấy cái cảm giác, cái cảm xúc của những cái người có trước đó. Rồi bây giờ họ thấy những cái chuyện này. Đối với họ đó thì họ buồn chứ. Tại vì cái kỷ niệm, cái vết tích xưa bây giờ không còn nữa, bây giờ xây dựng lên cái mới. Nhưng mà đối với cái người mới thì họ vui mừng quá chừng. Có thể là họ mới sanh ra sau này họ không biết cái đền thờ cũ như thế nào, nhưng mà bây giờ họ vui mừng. Nhưng mà có một điều chúng ta cảm giác được ở trong cái cảm xúc này, nó xen lẫn với nhau đó, là dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy văng vẳng nghe xa. Người ta không biết vui hay buồn nữa. Nhưng mà đối với lại ông Zerubbabel, mặc dù cái công trình này nó không có được tráng lệ như cái đền thờ của Solomon, nhưng mà nó là nhà của Đức Chúa Trời, nó được xây dựng theo kế hoạch của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa hầu cho khôi phục lại sự thờ phượng của dân sự Chúa. Đối với lại Sô-rô-bên chỉ làm một điều duy nhất, đó là khi Chúa phán với ông để trở về xây dựng đền thờ của Chúa thì ông làm và không lưỡng lự. Cái điều mà ông trông đợi đó là một cái sự thờ phượng được khôi phục lại. Cái đền thờ, cái niềm kiêu hãnh của người Do Thái được xây dựng, được phục hồi lại để tất cả cùng được thờ phượng Chúa. Bây giờ là câu hỏi cho quý vị nè. Quý vị có muốn thấy mọi người yêu thương nhau thờ phượng Chúa cùng với chúng ta không? Chúng ta có bao giờ khao khát điều đó chưa? Hãy khao khát. Hãy mơ ước làm cái điều gì đó trong nhà của Chúa khi Chúa đặt để cho chúng ta những cái nhìn thấy Chúa, những cái nhu cầu để chúng ta cùng với nhau xây dựng công việc của Chúa. Hãy mong mỏi cho công việc Chúa như chính Zerubbabel đã có ở trong bài học này. Đi Thiên đoạn 84 câu 2: Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Tác giả của Thi Thiên này mong ước Chúa cho đến nỗi mòn, hao mòn về hành lang của Chúa. Ông, người ta nói rằng cái tác giả của Thi Thiên này đó là một thầy tế lễ. Chúng ta thường nghĩ là David, nhưng mà là một thầy tế lễ khi mà ông bị lưu đày
ở Babylon, ông nhớ về đền thờ của Chúa, nhớ về những kỷ niệm đó, và ông ao ước chúng ta hãy có tấm lòng mong mỏi, mong ước và ao ước cho công việc của Chúa như tác giả thi thiên này. Thưa quý vị, chúng ta cùng cầu nguyện với nhau cho điều đó. Thưa quý vị, điều cuối cùng mà chúng ta học ở đây sáng hôm nay, lời hứa dành cho những người được Chúa gọi. Thưa quý vị, khi Chúa gọi chúng ta thì Ngài có lời hứa gì cho chúng ta? Chúa phù hộ cho công việc Ngài gọi. Chúng ta đọc ở trong câu 4, Chúa phán, hãy làm việc vì ta ở với các ngươi. Nhiều đó đủ rồi thưa quý vị, không cần nói nhiều. Chúa nói rằng hãy làm việc, có nghĩa là tất cả chúng ta hãy cùng sáng tay áo lên làm công việc của Chúa giao cho chúng ta, bởi vì ta ở với các ngươi. Quý vị có biết rằng ở trong cái thời kỳ này đó, người Giu-đa đã trở về lần đầu tiên trong cái cuộc mà đi xa quê hương, bị lưu đày đó, họ trở về lần đầu tiên. Họ không có đem gì về nhiều hết đó, họ chỉ về có cái gì trên tay họ làm. Thậm chí Nehemi còn cho biết rằng á, những cái người này vừa cầm cuốc mà vừa cầm gươm nữa, tại vì họ bị hù á, là nếu mà xây dựng tường thành này chúng tôi đến đánh quân nghịch không có cho họ xây. Bởi vì biết dân Israel là một cái dân rất là đặc biệt, khi mà họ thờ phượng Chúa mà đúng đắn là đó, là Chúa cho họ mạnh mẽ lắm, cho nên họ không muốn để cho dân sự Chúa như vậy. Và trong suốt cái thời điểm mà khó khăn này đó, thì người tất cả những người xây dựng đó, những người do Giu-đa đó, được nhắc lại lời của Chúa, được chép ở trong cái bài giảng của Môi-se đó, bài giảng cho Giô-sê đó, mà trong cái bài giảng của ông Môi-se mà giảng luận cho Giô-sê và toàn dân sự trong cuộc truyền đoạn 3, 3 lần ông Môi-se đã nhắc rằng hãy vững lòng bền chí. Rồi trong cái thời kỳ mà ông David khích lệ Salomon xây dựng đền thờ, Salomon và David lúc đó là cái đất nước hưng thịnh, một cái đất nước mà không có kẻ thù, nhưng mà ông David đã thấy trước cái sự khó khăn này và nói với Salomon cũng giống y như vậy, khá vững lòng bền chí. Quý vị suy nghĩ về điều này đi, nó có cái gì đặc biệt ở trong chỗ này? Khá can đảm không phải là câu nói vô nghĩa, nhưng là một phần quan trọng trong lịch sử của người Do Thái trước những nan đề và thách thức. Chúng ta sẽ học đến cái điều này. Đối với người Do Thái đó, họ nghe họ rất là tôn kính Môi-se, và cái tinh thần can đảm và mạnh mẽ của người Do Thái khiến cho họ được vững vàng cho đến ngày hôm nay. Điều này Chúa cũng khích lệ con dân của Đức Chúa Trời rằng ở trong cái thời điểm này, quý bạn chị em cần vững vàng và mạnh mẽ, can đảm lên quý vị. Bởi vì chúng ta bị bắt bớ chứ. Hội thánh của Chúa ở đây đó, chúng tôi tin vào quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong những ngày cuối cùng này. Bởi vì chỉ có quyền năng của Chúa, công tác của Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành, thì chúng ta mới cứu được nhiều người. Tôi xem những cái phép lạ, dấu kỳ phép lạ, tôi rất là ao ước hội thánh của Chúa có những điều đó. Nhưng mà khi chúng ta khao khát, chúng ta thực hành theo điều đó đó, chúng ta cũng sẽ bị chống đối nữa. Bởi vì có một số người không có mong muốn điều đó, không thích chúng ta. Nhưng mà quý vị, theo quý vị thì chúng ta có tiếp tục đi hay là chúng ta sẽ dừng lại? Chúng ta tiếp tục chứ. Khá can đảm và mạnh mẽ ở trong sự kêu gọi của Chúa. Cho nên những ngày sắp tới này quý vị chuẩn bị, tại vì người ta cũng sẽ đem những kẻ đuôi mù, sức mẻ, những người bệnh tật, bệnh hoạn, những người ở trên đường đi mà họ bị quyền lực tối tăm, thì hội thánh, cái công việc của hội thánh là như vậy, để giải cứu, thưa quý vị. Cho nên khá mạnh mẽ và vững vàng ở trong những ngày cuối này. Thậm chí khi chúng ta làm công việc của Chúa, chúng ta cũng bị chế giễu, hoặc là chúng ta cũng bị cản trở nữa, nhưng chúng ta đừng bỏ cuộc, thưa quý vị. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Chúng ta đọc lời của Chúa thì hãy suy nghĩ lại vì sao Chúa phán điều đó. Chứ con đường đầy hoa thì không bao giờ có cả. Chúa phán với chúng ta là hãy vững lòng bền chí và chớ run sợ. Có run sợ không? Có. Mà khi chúng ta run sợ là khi chúng ta đối diện với những cái nan đề, chúng ta run sợ có, nhưng mà Chúa nói rằng hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ. Và khi chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ bị chống đối, chúng ta bị ngăn trở, thưa quý vị. Và chúng ta đang sống trong một cái xã hội như vậy đó. Có một dạo thì chúng ta đăng những cái tin tức và bị kiểm duyệt, phải không ạ? Và đó là tình hình mà chúng ta muốn nói về đức tin của chúng ta. Tại sao trên các phương tiện như TikTok mà chúng ta giảng, chúng ta đưa những cái bài giảng lên, chúng ta giảng luận một cách mạnh mẽ thì chúng ta bị chặn.
Trong khi những cái video xàm tùm lum tà la đưa lên thì không bị chặn gì hết. Đó, quý vị thấy không? Nhưng mà điều đó không phải là thôi thôi ngại lắm, làm vậy thôi, thế là tôi cũng tiếc là tôi bị chặn à. Nhưng mà chúng ta làm như vậy đó, chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta làm theo giống như lời của Chúa dạy, khá vững lòng bền chí, chớ run sợ vì bị chặn. Đừng có sợ nữa, và chúng ta cứ tiếp tục làm công việc của quý vị, của Chúa gọi chúng ta. Quý vị có nhớ rằng trong cái năm 2020 đó, Facebook của tôi đó bị chặn 3 lần, mà mỗi một lần á từng tuần trở lên, có lần nặng nhất là 30 ngày 30 đêm, tưởng tượng không có bỏ gì lên được hết, lén lén lên coi Facebook cô Mai đăng gì thì cũng thấy thích chứ. Tôi không được gì hết trơn, tôi muốn đăng là tôi cảm ơn cô Mai đã đăng lên cũng được luôn nữa, bị chặn 30 ngày. Tại sao? Tại vì tôi đăng lên lời của Chúa, công lý, công bình, công chính. Ôi, chúng ta nói lên rồi bị chặn, tôi không có livestream được luôn quý vị, tới mức như vậy. Gần đây nhất, hội thánh của chúng ta cũng bị mấy cái livestream của hội thánh ở trên Facebook đó, cũng bị chặn luôn, bởi vì chúng ta giảng những gì thuận với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên là của Chúa dạy chúng ta rằng hãy vững lòng bền chí. Có run sợ đó, nhưng mà Chúa nói rằng chớ run sợ. Có kinh khủng đó, nhưng mà Chúa nói rằng chớ kinh khủng. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Nơi nào Chúa sai chúng ta thì nơi đó Chúa chu cấp, giống như tôi đã khích lệ quý vị từ lúc đầu. Chúa phán rằng vàng là của ta, bạc là của ta. Quý vị nhớ rằng ông Nê-hê-mi á, khi mà được vua Atasese cho đi về để xây dựng thành Jerusalem á, ông Atasese mới nói rằng ngươi cần cái gì á, ngươi báo cho ta biết và ta lấy trong kho của ta đó để ngươi đem về xây dựng thành của Jerusalem. Vì thế tuyệt vời không? Cho nên thưa quý vị, điều thứ nhất tôi nói quý vị hồi nãy, khi mà Chúa kêu chúng ta làm á, đừng lưỡng lự. Điều thứ hai á, đừng sợ khi chúng ta không có cái gì để chúng ta làm, bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa sẽ trang bị cho chúng ta. Xin mời quý vị cùng đứng, chúng ta cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Chúa sáng hôm nay qua ba điều. Xin ta đến với Chúa và cầu nguyện.